Lực lượng nhí, tập phim hợp nhất với nhau làm một. Tình hình Sammy sao rồi? Nhiệt độ cơ thể cậu ấy tăng lên đáng kể, nhưng có nước và nghỉ ngơi thì sẽ hồi phục sớm thôi. Là tin tốt rồi. Mình biết, mình sẽ đi lấy ít nước lạnh. Hả? Tất cả kiểm lâm lực lượng nhí trừ Sammy tới trung tâm chỉ huy báo cáo ngay. Chúng tôi đã tăng cường chức năng làm mát trong bộ đồ của các cậu. Giờ các cậu có thể chiến đấu mà không bị sức nóng làm ảnh hưởng. Bộ chọn lọc được sửa đổi cùng với chức năng được thêm vào rồi. Đây là bộ chọn lọc của Sammy. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải hoàn toàn hồi phục trước đã. Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cái đã. Thảm hại thiệt đó. Mình bị như vậy cũng chỉ vì không chịu nổi sức nóng. Sao cậu không thừa nhận cái nóng quá sức với cậu mà? Cậu không thể giải quyết được nó. Không, mình ổn mà. Cậu có biết cảm giác ra sao khi thấy cậu ngất xỉu trước mặt tụi mình không vậy hả? Tụi mình đã rất lo lắng cho cậu đó. Nè, cậu uống đi. Nước đá cực mát luôn đó. Một cách chữa say nắng tốt nhất. Mình xin lỗi. Cậu nói gì á? Mình nói mình sẽ uống hết. Nghỉ ngơi cho khỏe đi Sammy. Ngươi đã làm rất tốt. Cảm ơn chủ nhân đã khen ngợi. Tôi sẽ đốt cháy mọi thứ với một cơn giận dữ lớn hơn nữa. Mặt trời của ta, đốt cháy cho nóng hơn nữa đi. Sóng nhiệt rất nguy hiểm đang diễn ra ở tất cả khu vực thành phố luôn. Đốt cháy cho ta, nóng hơn nữa, đốt cháy hết đi. Lại là các ngươi nữa hay sao? Ta sẽ cho thấy nhiệt độ lần này đốt cháy mặt đất. Kích hoạt thiết bị làm mát. Kích hoạt. Gì vậy? Chúng ta không bị lừa một trò hai lần đâu. Lần này chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Các cậu cùng tấn công nào. Lực lượng vũ khí X. Xoay nhiệt của ta có thể hấp thu đòn tấn công nhỏ xíu đó. Hả? Sao hắn làm được chuyện đó? Không xong rồi, thiết bị làm mát của chúng ta đã bị hư. Nóng quá đi, chúng ta cần tìm cách thoát ra. Bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Dừng lại đó. Cậu đã tới vì tụi mình. Dù sức khỏe không được tốt, cậu đã cứu tụi mình. Làm tốt lắm Sammy. Giờ để phần còn lại cho tụi mình lo. Lên thôi. Hãy
nhân, xin ban cho tôi thêm sức mạnh. Đương nhiên là vậy rồi, ngươi sẽ nổi dậy một lần nữa. Các ngươi sẽ lên trước đi. Có ta đây, ta sẽ cùng đấu với ngươi. Đáng thật chậm quá. Tiếp theo là ai đây? Lucy, đánh bại hắn nào. Được rồi. Lucy. Hắn ta mạnh quá. Người máy X của mình đã tổn hại nặng nề chỉ với đòn tấn công nhỏ đó. Ta sẽ cho người biết đây. Đây có phải lực lượng gì nổi tiếng thật không vậy? Đáng thất vọng quá đi. Nhận lấy. Sao đòn kết hợp tấn công của chúng ta không có tác dụng gì vậy? Nè Vun, anh bạn nhóm trưởng, có kế hoạch nào không? Ồ, giờ mình là trưởng nhóm sao? Được rồi, mình sẽ xử lý anh ta. Không, dừng lấy đi tên người của hành tinh kia. Thảm hại quá đi. Max. Lucy, tên ngoài hành tinh kia, ta sẽ loại bỏ ngươi. Không Sammy, sức nóng này quá nguy hiểm. Chúng ta cần hành động cùng nhau, cậu không thể làm một mình được. Đúng, chính là nó. Chúng ta cần tấn công cùng nhau. Có thể không đủ mạnh, nhưng khi sức mạnh kết hợp thì chúng ta có thể đánh bại hắn ta. Mình biết chuyện này có thể. Nào mọi người, gửi hết năng lượng còn lại cho người máy X của mình đi. Đúng rồi, làm đi. Nếu chúng ta kết hợp năng lượng lại thì chúng ta có thể đánh bại được hắn ta. Chuyển giao năng lượng. Bỏ cái trò nhảm nhí đó đi. Nhận lấy đây. Đây là sức mạnh kết hợp. Tia plasma, chuẩn bị phóng. Cái này thì có là gì? Không bao giờ được đánh giá thấp lực lượng nhí X. Làm được rồi.
Chúng ta thắng rồi. Làm tốt lắm Sammy. Wow, trời hôm nay thật là tuyệt. Ừ, chắc chắn rồi. Có ai muốn ăn bánh quy đậu phộng không vậy? Có chứ. Cái gì đây? Trời, sao nhìn thấy quen quen vậy? Tôi thấy ngài vô nó trên tivi nên chạy tới đây sớm nhất có thể. Tôi có đem cho ngài món kem đậu phộng đó nè. Gì vậy? Là ai? Ai đã ăn hết kem đậu phộng của tôi rồi? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Cậu giống đó chắc bị đứt dạ dày thần kinh rồi đó nha. Chắc chắn vậy rồi. Lực lượng nhí, tập phim tình bạn thật sự. Chủ nhân, tôi xin ngài vui lòng cho tôi một cơ hội khác. Ta sẽ cho, nhưng ngươi đừng làm ta thất vọng nữa đâu. Dạ chủ nhân, tôi hiểu rồi. Mình không thể nào nói như vậy được. Mình yêu cậu. Phân tích cho thấy họ không tách ra bởi vì sức mạnh của SN đã trở nên mạnh hơn rồi. Vậy có nghĩa là nói mình yêu cậu không có tác dụng nếu như cậu không thật lòng. Không còn lựa chọn nào khác. Max và Lucy mau tìm vị trí của SN. Von và Sammy chân thành làm quà sớm nhất có thể đi. Làm quà sao? Tôi không nghĩ chuyện đó xảy ra được đâu. Cậu hôi quá đi. Gì chứ? Mình ghét đi tâm lắm. Mình ghét chuyện này. Cậu im lặng đi. Tốt hơn rồi đó. Cho mình dùng máy sấy nữa chứ. Mình vẫn chưa sấy xong mà. Cậu làm lâu quá đó. Nhưng vẫn chưa tới một phút nữa mà. Cậu thực sự đang gây chuyện mà. Mình cần phải đi vệ sinh ngay. Mình cần phải đi gấp. Nè, có chuyện gì vậy? Không phải chứ. Nè, chờ chúng ta. Không, chúng ta vừa mới tắm xong mà. Trời ơi, ghê quá. Dặn hết vô người mình bây giờ. Không, dừng lại. Dừng lại. Mình thật sự căm ghét cậu. Vô với Sammy sẽ không sao thật chứ? Chắc rồi. Dù giờ họ đang cãi nhau, nhưng họ đã làm bạn từ lâu lắm rồi mà. Được rồi. Nhưng sao ở đây có vẻ vắng vẻ quá? Có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mình có thể cảm nhận được. Có ai không? Giúp với. Chúng gặp rắc rối rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Ủa? Chúng là búp bê mà. Nhìn đây nè. Tránh đi. Các người ngạc nhiên không? Thì ra đây là một cái bẫy. Ta sẽ tiêu diệt các người ngay đây. Mình sẽ không bao giờ hòa hợp được với cậu đâu. Vậy hả? Mình cũng ghét bị dính với cậu như vậy lắm luôn đó.
Devon, Sammy, tụi mình rơi vào bẫy của SN rồi. Các cậu tới đây, nhanh lên. Sức mạnh đam châm. Max. Nè. Hả? Chúng ta sẽ dùng đòn tấn công xoay. Được rồi. Các người đúng là đáng vô dụng. Sức mạnh nam châm. Wow, các cậu tuyệt vời thật. Giống như có thần giao cách cảm vậy đó. À đúng rồi, sao chuyện này lại xảy ra? Là vì các cậu tin tưởng lẫn nhau. Các cậu là những người bạn quý giá đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện rồi. Tụi mình tin tưởng nhau. Anh bạn yêu dấu của mình. Sammy. Phút. Tại sao các người có thể thoát ra được chứ? Ngươi không có quyền lực gì giữa chúng ta. Tới lúc cho hắn thấy ai là trùm rồi.
ngươi sẽ không được như ý đâu. Ta sẽ làm nổ tung nam châm của ngươi. Wow, nam châm của hắn không còn hoạt động nữa. Tia của ngươi không còn tác dụng nữa. Các cậu, tạo cho hắn điều không thể nào quên đi. Đồng ý. Nhận lấy. Sammy, chúng ta cùng đánh bại hắn ta đi. Làm thôi. Tia lửa plasma. Bắn. Mọi người trong thành phố đã trở lại bình thường rồi. Các cậu làm rất tốt. Chúng tôi chỉ làm công việc của mình. Ông luôn có thể tin tưởng chúng tôi. Lực lượng nhí. Tập phim Tiến lên bé Max. Không Max, không. Dừng lại, đó không phải là đồ ăn đâu mà. Ai là bé ngoan nào, trả lại đây đi. Điện thoại của mình, trò chơi của mình. Được rồi Max, đã tới giờ ăn rồi đây. Hả? Cậu đã ăn xong rồi hả? Để mình lấy thêm cho. Sammy, để ý Max một chút nha. Ai? Mình sao? Cuốc à? Sao mà cậu làm cậu ấy khóc nữa vậy? Chị Susie, em cần chị giúp. Chị không thể. Em không thấy chị đang bận ở đây hả? Chị đã có hai em bé ở đây rồi mà, không thể giúp được nữa đâu. Ơ nè, dừng lại đi, cái đó không được đâu chứ. Có vẻ như chị ấy mới là người cần giúp đỡ. Khoan, Max đâu rồi? Max, cậu đang làm gì vậy? Đậu phộng đó, mình đã làm rơi nó ở chỗ đó từ hồi năm ngoái. Các cậu, báo cáo cho trụ sở và đưa Max theo. Đã rõ rồi, mau đi thôi. Phù thủy ngoài hành tinh Hera đã quay lại rồi. Mày tin vô lại đó, họ làm vậy chưa đủ hay sao? Cách duy nhất để phục hồi những người bị biến thành em bé là đánh bại phù thủy ngoài hành tinh. Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi đã tìm ra được giải pháp hồi phục tạm thời rồi. Chiếu tia hồi phục. Cậu ấy trở lại bình thường rồi. Hiệu quả chỉ là tạm thời thôi. Nếu không đánh bại được kẻ thù trong vài tiếng thì cậu ấy sẽ trở lại thành em bé. Các cậu à, trải nghiệm căng thẳng thiệt đó. Mình quá là mình không còn sống được lâu đến hơn đó đầy đủ. Dừng lại, đi quá xa rồi đó. Quay lại. Dạ chỉ huy. Với sức mạnh vĩ đại mà Xenos ban cho ta, ta sẽ làm các người phải khổ sở hơn nữa. Sammy,
Max, Lucy, lực lượng nhí. Dừng chuyện nhảm nhí của ngươi lại ngay đi. Không phải ta đã biến ngươi thành trẻ em rồi hay sao? Giờ ta đã lớn lại rồi, và ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vậy sao? Chà, nếu được thì cứ ngắn ta lại đi. Dừng lại đó. Tới lúc chào tạm biệt rồi. Ôi không, con tàu đang hướng về phía này. Muốn xem chút nữa thì hả? Nè Vôn, Hera đang gây náo loạn ở bến tàu kia kìa. Đã rõ, tụi mình sẽ tới đó ngay. Kết thúc rồi Hera. Các người thực sự là ta thấy tức giận. Đi thôi. Đi đâu rồi chứ? Nhận lấy nè. Mau đứng lại đó. Lucy, bắt cô ta thôi. Được. Để đó xem, tới lượt của ta rồi.
Sammy, ngươi không thể nào thoát khỏi chuyện này được đâu. Ta tới đây. Nhận thứ đồ này đi. Nè Max, sao vậy? Ôi tiêu rồi, Max lại bị biến trở thành em bé. Ôi không, mọi chuyện kết thúc rồi. Làm tốt lắm bé Max. Chức năng hoạt động của người máy chúng ta trở lại bình thường rồi. Đòn này là gì? Dám bắt nạt em bé. Tiền plasma bắn. Không, không sao đâu. Ta chắc chúng ta đã thu thập đủ năng lượng tiêu cực rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta không lấy được năng lượng tiêu cực nào hết. Ngươi nói cái gì? Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao chuyện này lại xảy ra được? Chăm sóc em bé không phải là chuyện rất khó khăn sao? Đúng vậy. Nuôi một đứa trẻ tới lớn có thể sẽ mệt mỏi và căng thẳng. Quá à. Nhưng một khi cô thấy được nụ cười của em bé mỗi ngày, nó sẽ khiến cho mọi thứ đều trở nên rất là đáng giá.